thưa quý vị, và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt cho chương trình biểu diễn của câu lạc bộ Liên chúng ta làm chứng. Thank you.
lưu niệm và tập trung về phía sau trung tâm để biểu diễn 8 con lân và biết cách nối đuôi vào trong trung tâm để chúng ta cùng nhau vui sống. Rồi lên chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong khu vực trung tâm thương mại trung tâm quan gia tự nguyện Bạc Liêu ngày hôm nay. Xin chào quý vị.